Xin chào quý khách, hôm nay Yossi Việt Nam xin giới thiệu cho quý khách dòng sản phẩm bếp dán mặt phẳng. Có trên tay tôi đây là model Đức Việt DVD RF82CI. Thì dòng sản phẩm này được thương hiệu Đức Việt đang cung cấp trên thị trường Việt Nam. Với cái dòng sản phẩm này thì được tích hợp phần mặt trước là nó sẽ có hai chiếc áp chỉnh nhiệt và có bốn bóng đèn đèn báo. Khi bạn điều chỉnh nhiệt từ 50 cho đến 300 độ thì quý khách vặn hai chiếc áp là đèn báo nó sẽ sáng. Và phần sản phẩm này thì được thiết kế khung hoàn toàn bằng inox 2-1, rất là cứng và chắc chắn. Thì ở cái phần mặt để chúng ta dán, chuyên dán ở bên trên thì chúng tôi sản xuất thiết kế bằng gang, thì nó giúp chúng ta khi mà dán ở bên trên cái mặt phẳng này, cái thực phẩm chúng ta sẽ không bị sát ở trên cái bề mặt của bếp. Và ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ kích thước, khi mà chúng ta dán ở trên cái lượng mỡ thừa ấy nó chảy xuống thì nó sẽ chảy qua cái lỗ này và nó sẽ xuống cái phần hộp đựng mỡ ở bên dưới của bếp. Với cái dòng sản phẩm này thì được tích hợp 4 chân cao su để giúp chúng ta cố định được cái bếp khi mà chúng ta đang sử dụng. Và sử dụng bếp này sử dụng nguồn điện 220V trên 60Hz. Dòng này thì có 3 sợi dây là một dây tiếp địa và một dây lửa và một dây trung tính. Với cái dòng này thì có công suất lên đến 4,4 kW và cái trọng lượng của nó là 30 kg. Với cái dòng này thì rất là thích hợp cho các nhà hàng cửa hàng ăn nhanh hoặc là nhà hàng Nhật Bản hoặc là các quán ăn biểu diễn ở đường phố, thì chúng ta sử dụng cái dòng bếp này nó rất là thích hợp và có thể cho khách hàng tham quan và có thể chiêm ngưỡng được những cái sản phẩm chúng ta đang sử dụng ở trên cái bề mặt của bếp.